Chào các bạn, mình đang muốn nói về giao diện nền tối đang được triển khai trên rất là nhiều cái nền tảng phần mềm khác nhau. Hiện tại thì đến thời điểm này thì Windows 10 và Mac OS đã có cái chế độ nền tối để cho chúng ta sử dụng. Còn trong tương lai thì đến khoảng độ tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay thì iOS và Android cũng sẽ có cái chế độ nền tối này, cũng như là rất là nhiều những cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng hiện nay đã có cái lựa chọn nền tối. Mình muốn nói về hai cái vấn đề với giao diện nền tối mình đã sử dụng trong khoảng một năm nay và mình muốn chia sẻ với các bạn. Vấn đề đầu tiên mình muốn nói tới đó là cái sự không đồng nhất về giao diện khi mà chúng ta dùng cái dark mode hay là cái giao diện nền tối ở trên một cái hệ điều hành, ví dụ như là cái Mac OS hay là trên Windows 10 cũng vậy mà thôi. Ở trên cái Mac OS Mojave thì nó có hỗ trợ chế độ nền tối, cho nên là hầu như tất cả những cái ứng dụng đã có cái giao diện này rồi thì chúng ta sẽ thấy là một cái giao diện hoàn toàn màu đen hoặc là màu tối màu như là trên cái Spotify hay là trên cái iTunes này. Nhưng mà với một số ứng dụng, ví dụ như cái Slack mình đang dùng để mình chat ở đây thì nó không có nền tối và nó lại là chuyển sang chế độ màu trắng. Cho nên là cái sự tương phản giữa cái sáng và tối rất là rõ ràng. Hay như là khi mình vào Safari, nó có nền tối nhưng mà nó chỉ tối trên cái phần thanh công cụ này mà thôi. Còn dưới những cái phần hiển thị nội dung như này thì nó vẫn là nền trắng và chữ màu đen, chứ không phải là nền tối. Nhưng mà ở trên Android thì One UI của Samsung thì họ có một cái giải pháp, tức là họ bắt buộc tất cả những cái thành phần màu trắng sẽ chuyển sang màu tối. Ví dụ như trong cái giao diện Samsung Internet, cái trình duyệt mặc định của Android cho máy Samsung thì nó là nền tối, ví dụ như này. Nhưng mà khi mà mình vào mình xem ảnh thì cái ảnh đồng thời nó lại cũng tối theo. Ví dụ như là cái ảnh ở đây thì các bạn thấy là nó đã bị tối đi rất là nhiều so với lại cái ảnh mặc định. Ví dụ đây là một cái ảnh mặc định ở trên iOS với giao diện sáng bình thường thì các bạn sẽ thấy là cái sự khác biệt rất là lớn. Những cái ảnh thì nó sẽ bị tối đi, còn nó không còn tươi và không còn sáng như là cái ảnh mặc định nữa, cho nên là nó sẽ gây ra một cái sự khó khăn nhất định khi mà chúng ta xem ảnh với lại cái giao diện nền tối này ở trên cái hệ điều hành One UI của Samsung. Đó, còn nếu mà họ không giải quyết thì cái nền nó vẫn là nền sáng nhỉ, và như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự không đồng nhất giữa những cái ứng dụng đã hỗ trợ dark mode và không hỗ trợ dark mode. Đó. Ví dụ như mình đang sử dụng trời tối mà mình dùng những cái mảng màu tối như này quen mà mình tự động mình chuyển sang một cái mảng màu sáng đây thì nó sẽ gây hơi là khó chịu cho mắt. Hay là như khi mình vào Excel thì các bạn thấy là cái giao diện nó sáng hoàn toàn chứ nó không phải là nền tối nữa. Đó thì chúng ta thấy là cái sự không đồng nhất ở đây đã khiến cho cái trải nghiệm người dùng giảm đi một chút ở trên cái giao diện nền tối. Cái vấn đề thứ hai mình muốn nói tới ở trên cái giao diện nền tối đó là nó sẽ khiến cho cái màn hình của chúng ta chói hơn và bẩn hơn. Khi mà chúng ta dùng ở trong những cái môi trường nhiều đèn, nhiều ánh sáng thì cái giao diện tối này nó sẽ phản chiếu nhiều ánh sáng hơn. Tức là chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là chói và đôi khi là nếu mà chúng ta dùng thì nó sẽ rất là khó để nhìn nội dung cũng như là tập trung vào nhìn nội dung bởi vì chúng ta sẽ bị phân tán bởi những cái luồng sáng mà nó chiếu vào đây. Còn nếu mà chúng ta dùng cái giao diện sáng thì điều đó không xảy ra. Đặc biệt là khi chúng ta dùng ngoài trời, khi mà chúng ta đi ngoài trời sáng hoặc trời nắng chẳng hạn thì cái sự khác biệt đấy khá là rõ ràng. Thêm một điều nữa đó là với giao diện nền tối này thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy những cái vết bẩn, vết dơ trên màn hình. Ví dụ như cái vết dấu vân tay chẳng hạn. Chúng ta dùng màn hình cảm ứng, chúng ta chạm vào màn hình một ngày rất là nhiều lần, hàng trăm lần, cho nên là cái việc mà vân tay nó bám màn hình là không thể nào mà tránh khỏi, đặc biệt là khi chúng ta dùng máy thời gian dài. Thì cái giao diện nền tối này nó sẽ phần nào nó giúp cho những cái vết bẩn đó hiển thị rõ hơn và chúng ta nhìn thấy điều đó một cách rất là rõ ràng, xen lẫn với cái nội dung luôn. Còn ở trên những cái máy tính mà không có cảm ứng thì điều đó không xảy ra. Nó chỉ xảy ra trên những cái thiết bị có màn hình cảm ứng, ví dụ như cái iPad của mình hoặc là những cái điện thoại thì nó khá là khó chịu.